Trời ơi, dữ luôn á. Hay vậy, hay càng uống càng tỉnh á, đô mạnh nè. Chào chị. Chào em. Em nghe cái vụ này thì em thấy sao nè? Em thấy ấn tượng như thế nào về cái cô bạn bên rào nè? Thì em nghĩ là nếu mà phụ nữ biết nhậu thì cũng tốt. Bởi vì có thể công việc của họ sẽ phải đi tiếp xúc bên ngoài, họ cũng phải cần cái giao tiếp. Đường tình duyên thế nào, nói cho bà mối biết coi. Dạ em thì có một đời vợ rồi, nhưng mà em ly hôn cách đây 4 năm rồi. Ừ. Em đã có con chưa? Dạ, em có một đứa con trai. Hiện nay là em đang ở với ba. Là ở với em hả? Dạ. Gà trống nuôi con. Gà trống nuôi con. Ừ. Con thì hiền, con năm nay thì cũng 15 tuổi. 15 tuổi rồi. Ừ. Mà nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu năm em xin chúc cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, gia đình nhà trai, gia đình của em, bạn trai bên kia và quý vị khán giả một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn gái nha. Ừ, mình giới thiệu về bản thân mình luôn đi cưng. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Mỹ Phương, năm nay em 34 tuổi, em làm nhân viên văn phòng ở Long An. Em ở Long An, làm việc ở Long An luôn. Dạ. Dạ, ở Đức Hòa, Long An. Đức Hòa, Long An. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chào nhà gái. Em tự giới thiệu, em là Tạ Minh Hà. Em đang làm ở Long An. Ủa, Long An luôn hả? Dạ. Hà nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 40 tuổi. 40 tuổi? Dạ. Hà ở Long An mà làm ở huyện nào? Em ở huyện Đức Hòa luôn. Đức Hòa luôn, trời ơi, vậy là cùng rồi. Chúc mừng luôn. Tết năm này anh sẽ cưới em ở chung huyện luôn đây ha. Chung huyện chung tỉnh luôn đó. Mời em trai giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có đặt là tán gái thì gái phải đi ngủ với em. Thôi. Tán gái là gái phải đi ngủ với em. Em ví dụ, em đang nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây. Vậy là mình ngủ. Vậy đó hả? Dạ. Kỳ vậy ta. Chắc có lẽ em, lời tán em... gái của em nó có thuốc ngủ hay gì. Em hơi nhát. Mời nhà gái. Mình nói về mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính, còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Ví dụ cái nào khuyết điểm mà cụ thể coi. Khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát, thích nhảy. Ủa, cái đó đâu gì đâu khuyết điểm. Thích nhảy mà. Nó vui mà. Nhảy thích hát đâu có còn, gì còn đâu. Còn thích mê trai nữa, mê trai nữa, mê trai nữa. Em uống sao? Em uống gì nói gì nghe coi. Uống bia hay uống rượu? Dạ uống bia. Mấy lon? Khoảng 5 lon là say. 5 lon là mà say là 7 lon là hết say. 7 lon là hết say luôn. Dạ. Trời ơi, dữ luôn á. Hay vậy? Hay càng vậy? Uống càng tỉnh á, đô mạnh nè. Chào chị. Chào em. Em nghe cái vụ này thì em thấy sao nè? Em thấy ấn tượng như thế nào về cái cô bạn bên rào nè? Thì em nghĩ là nếu mà phụ nữ biết nhậu thì cũng tốt. Bởi vì có thể công việc của họ sẽ phải đi tiếp xúc bên ngoài, họ cũng phải cần cái giao tiếp. Đường tình duyên thế nào, nói cho bà mối biết coi. Dạ em thì có một đời vợ rồi, nhưng mà em ly hôn cách đây 4 năm rồi. Ừ. Em đã có con chưa? Dạ em có một đứa con trai. Hiện nay là em đang ở với ba. Đang là ở với em hả? Dạ. Gà trống nuôi con. Gà trống nuôi con. Ừ. Con thì hiền, con năm nay thì cũng 15 tuổi. 15 tuổi rồi. Ừ, vậy là lớn rồi ha. Nói chung con cái cũng tự lập được rồi, cũng không phải lo vấn đề đấy nữa. Ừ. Rồi để chị hỏi bên tình đường tình duyên bên nhà gái nha. Em sao nè? Đường tình duyên của em thì nói chung là em cũng chưa từng kết hôn, nhưng mà em có mối tình đầu, thì mối tình đầu có em có con 10 tuổi, con trai. Là ở với em hay là ở? Dạ ở với em. Vậy là nếu hai bạn mà bấm chuông là hai bạn lời dữ lắm á, có hai thằng trai luôn. Dạ. Đứa 10 đứa 15. Dạ. Ừ. Chơi với nhau được. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là ly hôn bao lâu rồi? Có lâu khi kết hôn đầu ly hôn. Dứt nhau 7 năm. Dứt nhau 7 năm rồi. Dạ. Ừ. Rồi trong quá trình đó thì mình có yêu ai nữa không? Trong quá trình đó thì nói chung là tình duyên của em lận đận lắm. Trong quá trình đó thì em cũng có hai mối tình nữa. Nhưng mà lúc nào cũng ra duyên anh cưới em là có một cái chuyện gì đó xảy ra cái nó không cưới. Trời ơi, thấy thương không? Đẹp ghê không? Tôi coi lại. Nhà gái tôi đẹp ghê không? Đẹp gái, xinh gái ha. Con trai 10 tuổi giờ ở với em luôn hả? Dạ. Rồi công việc em ổn định không? Dạ công việc thì nói chung là công việc mà làm nhân viên á, thì ổn định là do sếp
hiện tại đang ổn định. Ừ. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em á thì hiện tại có hai mặt. Hiện tại em đang sống độc thân thì em hay lên, rảnh rỗi thì hay lên coi xem chương trình truyền hình lắm. Thì thích là phải cao to, đẹp trai, sạch sẽ, không gia trưởng. Nói chung là sáu múi mà sáu múi rắn chắc chứ đừng sáu múi mà bự co, bự quá là không được. Ví dụ ban đầu bình thường thôi, nhưng mà ví dụ quan trọng nhất là em muốn là con em có một gia đình, có một người mà có thể dạy con em là một người đàn ông. Thì quan trọng nhất là vấn đề đó, còn những vấn đề khác thì mình khi mà mình yêu thì mình cảm thấy là nó có thể bù đắp được hết. Bây giờ quay đưa ra vấn đề đó, mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì em nghĩ chắc cỡ 60-70%. Còn mấy múi? Dạ em trước thì 6 múi, giờ dồn còn có múi. Ừ. Mà em có nghĩ là mình khi mà mình có một người vợ sau này á, thì mình sẽ thương yêu vợ và yêu con của vợ như con mình không? Dạ thì cái đấy thì đương nhiên là cô Hồng Vân. Bởi vì mình đã xác định mình đến với bạn thì con bạn cũng như con mình. Mình sẽ coi hết gia đình bạn gái hoặc là hai bên nội ngoại nó như nhau. Ừ. Chứ không nề hà gì vấn đề con cái. Đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Ừ. Vậy em mong muốn cái nửa ghép còn lại của mình đó, đồng hành với mình cuộc đời còn lại, thì em mong muốn cái người đó như thế nào? Em mong muốn là người phụ nữ phải biết quan tâm, chia sẻ, gánh vác công việc gia đình phụ em. Ví dụ em làm gì về chẳng hạn, vợ có thể phụ em nấu cơm hoặc là làm gì đó. Vợ đẹp của em có sợ không? Dạ vợ đẹp thì không sợ, ai ra đường cũng phải xem vợ mình là đẹp nhất. Vợ đẹp thì nhiều khi nó cũng mất công giữ. Nhưng mà vẫn thích đúng không? Vẫn thích đúng không? Ai cũng thích người đẹp. Anh ơi em không biết nấu ăn thì sao? À, em không quan trọng em ơi, vì anh nấu ăn cũng khá là ngon rồi, cho nên nếu em không nấu thì anh sẽ nấu. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với mấy bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào chị, chào tất cả quý vị khán giả. Em là bạn đồng nghiệp của anh Hà. Em cũng ở Đức Hòa, Long An luôn. Ừ. Dạ. Em nãy giờ em thấy chị gái đây thì dễ thương. Hòa đồng, nếu nhưng mà anh với chị hai người gáp lại nhau thì rất là sướng. Tại vì anh Hà tính tình anh thì vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn rất ngon nên chị cứ yên tâm đi. Anh thì giỏi việc nhà lắm, thương con, bạn bè thì chơi hết mình. Rồi, vậy là tốt rồi. Rồi, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và gia đình của em, có con của em nữa. À vậy là đây là mẹ còn đây là con trai hả? Chào con. Chào con. Mời mẹ. Chào anh Quỳnh Linh. À, xin chào. Chị Hồng Vân. Đây là mẹ của Phương. Phương nói nó nhậu quá hả? Vậy nói cho cô cho chị sợ như chứ vui không có gì. Vui đúng không? Dạ. Nó nói hả, nói trước vậy để nậu hả có gì khỏi ấy. Còn hả cái trai em đây hả thì thấy cũng hiền. Đầu ha thì nhưng mà đầu duyên của hai con, tự hai con quyết định. Ừ. Giờ cũng lớn rồi cũng muốn ha cho có đôi có bạn. Giờ con trai nè, hỏi con trai xíu đi. Con trai thấy bác này sao? Dạ hay, chú đẹp trai. À, chú đẹp trai hả? Ừ. Thôi con trai. Con có muốn mẹ với chú quen nhau không? Dạ muốn. Muốn hả? Rồi, ví dụ như về chung nhà vậy con có nghe lời chú không? Dạ có. Có hả? Trời thương quá rồi. Con muốn chú làm gì cho mẹ nè? Con muốn chú thương mẹ. Nghe muốn chú thương mẹ. Mẹ. Rồi trời ơi. Thế thương chú không? Hứa chú sẽ thương mẹ con y như con. Rồi cảm ơn rồi. Con Hoàng Thượng ơi mở rào đi. Mở rào được rồi. Mở rào. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh. Rồi, em mở ra đi, đưa đây, đưa cái hoa để đây. Dạ, nói chung là em cũng vừa sạch mà vừa thơm. Cho nên em muốn tặng anh. Cái món quà này có ý nghĩa là nói chung là mình đi ra ngoài đường thì mình giao tiếp. Thì nói chung là cái nó sẽ làm cho mình tự tin hơn. Gần... Cảm ơn. Dạ. Dầu thơm vậy? Dạ, dầu thơm. À, dầu thơm. Dạ, dầu thơm. Trời ơi. Phân tích quá một hồi mình không biết là cái gì luôn á Linh, không có đoán được luôn á. Em có cảm nghĩ gì gặp anh? À, em thì anh. Em thấy anh là chững chạc, tướng thì... Anh chưa được 6 múi. Múi, dạ. Múi gì được nhưng mà như vậy là được rồi.
Được rồi, mình, đúng không? Miễn sao mình có sức khỏe, như vậy là có sức khỏe rồi. Thì anh thấy em như thế nào? Em khá xinh, vì so với tưởng tượng của anh thì mới nhìn thì có hiền hậu. Nhưng mà em có rất là nhiều khuyết điểm. Không sao đâu em, bởi vì những cái đấy thì mình đã trải qua rồi thì mình có thể sẽ bù đắp được cho nhau. Chứ không phải khuyết điểm, ai cũng sẽ có cái khuyết điểm của mình. Anh có thể phân tích được cái lý do mà thường thường nói chuyện với con gái là nó cứ muốn đi ngủ không? Sao? Tức là hồi nãy em đi nói ngủ á, là con à, em nói chuyện với con gái. Em rất là sợ con trai lăng nhăng á. Anh muốn cái bất ngờ là sao? Tức là anh quen thì ấy nhắn tin xong cái bên kia nhiều khi họ nghe chán quá gì á, thế tắt máy kêu em đi ngủ. Hay là mình nhắn tin quá khuya? Bình thường thì anh đi làm về thì nếu tăng ca thì cũng 7 giờ rưỡi, 8 giờ như về tới nhà. Tắm rửa cơm nước cho con cái xong thì tầm 9 giờ, 10 giờ rồi, 9 giờ. Không có khuya quá, anh để sớm mai anh còn phải đi làm nữa. Dạ. Tầm 10 giờ lọt lại thôi. Em đừng có lo cái đó, tại vì cái đó là anh bung miếng hài á. Ở trong kịch của mình gọi là bung miếng á, em hiểu không? Anh cũng... đùa đó. Ừ. Nhát tán gái đó, anh yếu tán gái. Dạ, tại vì em á là em rất là sợ một người đàn ông mà lăng nhăng. Là em rất là sợ. Chừng nào ta nhắn tin mà bạn gái đi muốn đi ngủ chung á, thì mới lăng nhăng. Đúng rồi. Bây giờ ta nhắn tin bạn gái đi ngủ mà ngủ riêng thì đâu có lăng nhăng. Mỗi người ở mỗi nơi chứ không phải là chung nhắn phòng tin đi ngủ. Quá đó làm biến nhắn đó. Ừ. Tức là nhắn chán quá ngủ nhắn, luôn. Nhắn. Tức là tính nhắc. Chán quá rồi. Chứ chuyện cô gái anh không có giỏi. Dạ. Đó, bây giờ chuyện mà bạn gái mê trai đó em có ghen gì không? Chắc cái vấn đề đấy thì... bạn gái thấy trai đẹp thì đương nhiên ai cũng phải mê thôi. Em cũng vậy thôi, em thấy gái thì em cũng mê vậy. Ủa nhưng mà em phải có thái độ chứ, em đâu chấp nhận được. Nhưng tao mê cái đẹp mà. Không, mê trai đâu đi theo không cái đẹp được đâu. Phải rõ ràng quan điểm từ đầu, phải dạ không? Dạ, em mê cái đẹp thì được. Nhưng dạ, mà không... quan điểm của em là có nghĩa là bây giờ hiện tại em đang độc thân. Mà em hay lên mạng coi coi phim á. Thường thường phim mà có trai đẹp em mới coi. Chứ trai xấu em ít khi coi lắm. Hy vọng hôm nay anh sẽ là trai đẹp để em coi. Bây giờ hỏi đi, khoảng bao lâu có thể vợ chung được? Rồi khoảng bao lâu em có muốn là mình có thêm đứa con gái không? Anh xác định là anh sẽ lập nghiệp ở Long An. Nên em cho anh cơ hội. Dạ. Yeah. Còn anh thì hiền lắm. Dạ. Yeah. Em yên tâm. Con cái anh rất thích con nít. Còn có muốn có em gái không? Có. Có muốn kìa, hỏi đi. À, con trai có muốn có thêm em bé không? Thì kêu mẹ nhấn nút đi. Mẹ ơi, mẹ bấm nút chú ơi mẹ. Em có gì hỏi anh hả? Thì em thấy là cái quan điểm mà mình lớn tuổi hết rồi thì quan điểm của mình sẽ có chứng chắn hơn. Em chỉ hy vọng một người đàn ông đến với em. Nếu mà anh thương em thì xin anh hãy thương con em trước khi thương em, bởi vì em là một người mẹ. Đấy em yên tâm, vì anh rất là thích trẻ con mà anh sống rất là tình cảm. Anh coi gia đình như nhau. Nào hãy bước tới bên cô gái ấy, nắm tay cô gái ấy và nói lên tất cả những suy nghĩ của mình, những cái lời nào mà tự trái tim của mình. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng là một cái duyên, như mình gặp nhau trên đây. Em cho anh cơ hội làm quen với em. Anh có biết hát hay gì không? Muốn tặng em không? Anh hát thì không hay lắm, nhưng mà thôi anh hát một đoạn thôi. Nếu là chúng mình hai đứa xa nhau, xa nhau, xa nhau. Tối về hát được làm không? Làm sao anh sống khi thiếu em rồi? Đúng rồi, rồi, được, được. Vắng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em thôi, thề yêu em yêu mãi muôn đời. Rồi, ok. Em thuộc bài Lâu Đài Tình Ái gì không? Tự nhiên nếu lỡ hết chúng mình hay dạ đứa xa nhau. Vậy bây giờ để em gửi lại cho anh đó. Gửi đi em, gửi dạ đi. Em xin hát bài nhé anh. Hả? Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh.
Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nghe anh yêu em mãi luôn, nghe anh yêu em mãi luôn trong đời. Mọi tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Dạ tới đó được. Hay vậy. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng đủ để chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình, để tay trái cho em trai. Nếu chúng ta cảm giác rung động, cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. Nè, cô với con nha, cô với con đếm nha. 2, 3 1 2 3. Rồi, chúc mừng. Chúng ta đã hẹn hò thành một đôi rồi đó. Bây giờ nè, trước mặt mẹ của bạn gái, mình nói điều gì đi? Con hứa với gái con sẽ yêu thương chăm sóc hai mẹ con của em y như gia đình con. Ừ, con nít đó là nó cái cảm, gọi là kêu bằng gì cho cái thần giao cách cảm của nó hay lắm đó. Dạ. Nó thích là nó nói nó thích, mà nó không thích là nó sẽ nói nó không thích. Cô thấy đó, sao là cô cho dạy? Hết, con hết hả? Con hết hết chú. Hết chú. Trời ơi, cưng chưa? Cô thấy sao cô? Thấy hả nội hả cũng được, tại vì giờ hai đứa nó cũng lớn hết rồi. Xin chấp bác gái cho con hôn bạn. Rồi, đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. À, đây kìa. Như vậy là mừng xuân mới, có những thắng lợi mới.